Đời sống thú vị xin chào các bạn. Nếu tôi bảo các bạn là 2 cộng với 2 bằng mấy, bạn sẽ có ngay kết quả bằng 4. Nhưng nếu ai đó chưa từng biết phép cộng đó, họ sẽ loay hoay hoài mà không giải được. Vậy thì trong những tình huống trong đời sống hoặc bất kỳ cái gì chúng ta thấy khó khăn, khó giải quyết, tức là chúng ta đang không biết làm cái điều đó, không biết cách giải quyết điều đó. Nó giống như phép cộng ấy bạn ạ. Nếu như bạn không biết thì 2 cộng với 2 nó cũng rất khó. Khi bạn biết rồi thì nó lại cực kỳ đơn giản. Những người thật sự giỏi, người ta nói là họ khiêm tốn. Bởi vì nếu như mà đây lấy ví dụ rằng là 2 cộng với 2 bằng 4, quá đơn giản như vậy. Bởi vì chúng ta biết, nhưng nếu không biết, chúng ta sẽ thấy hoan hô về cái điều đó. Khi mà chúng ta mà làm được, chúng ta sẽ hoan hô về điều đó. Nên trong cái khía cạnh này tôi cũng muốn nói thêm rằng là khi mà ta quá mừng vui về một điều gì đó ta làm được, thì có khả năng là cái điều đó nó đang quá tải với ta và ta làm mọi cách để có được nó nên ta thấy mừng vui. Nhưng cũng công việc như thế với người khác, họ thấy rất bình thường. Là nếu ta gặp vấn đề gì khó khăn trong đời sống, bất kỳ vấn đề gì ta thấy khó khăn, thì chắc chắn là ta không biết cách giải quyết vấn đề đó. Vậy thì cách tốt nhất là ta đi học để giải quyết vấn đề đó. Chẳng hạn như là 2 cộng với 2 bằng 4, ta không biết phép giải phép cộng này, ta chỉ cần đi học là ta biết được ngay. Là tôi đã nhìn thấy rất nhiều người trong cuộc sống, kể cả chính bản thân tôi cũng gặp, và rất rất nhiều người thường cáu gắt với những việc mình không làm được. Thì tôi chỉ nghĩ bụng rằng là nếu như bạn dành cái năng lượng đó để đi học cách giải quyết thì chắc chắn bạn sẽ giải quyết được. Cũng như là ta không biết phép cộng đấy thì ta sẽ rất khó khăn với việc 2 cộng 12, nhưng ta biết phép cộng thì nói rằng cái ta làm được ngay, nó nhanh tới mức độ như vậy. Thì qua cái này tôi rất mong rằng nó sẽ góp phần vào cái cuộc sống của bạn đấy, một khía cạnh nào đó thôi, nhưng nó sẽ góp phần giúp cho bạn có cuộc sống tốt hơn. Mỗi khi gặp khó khăn, ta hãy thôi vật lộn với nó, ta hãy đi học cách giải quyết về cái khó khăn đó. Để cuối, chúc bạn bình an và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.